Xin chào anh em nhá. Chiều nay lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp u bóng trắng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoạt viên giữa lòng đất mẹ chiến. Anh em nhé, anh em đã sở hữu một cái bộ dàn mini rất là nhỏ gọn xinh xắn, mình có thể bày ở bàn làm việc, bàn uống nước hoặc là bàn ở các không gian phòng ngủ cũng rất là ok với bộ dàn này. Bộ này thì bình thường anh em thấy trên giá thị trường nó khoảng 1 triệu đến 1 triệu 1, tuy nhiên thì giá bên em thì chỉ có 700.000 thôi, tất cả bao zin nguyên bản cho các bác. Cái là hình thức của bộ này thì nó có một số các cái chày xước nhẹ đấy, cho nên anh em nào không quá cầu kỳ và quan trọng về vấn đề hình thức thì anh em tham khảo cái mẫu này của em nhé. Mẫu này là mẫu QX1 anh em nhé, Victor QX1. Và tình trạng cụ thể của bộ dàn là chạy các chức năng là chơi AUX qua điện thoại máy tính như em vừa mới test các bác nhé. Tiếng rất cao sáng. Và để về tiếng bass, bộ này rất ấm luôn. Trong phân khúc mini cỏ, bộ này rất hay. Chiều nay lối về đất mẹ là đây, và các chức năng khác ví dụ là chức năng bắt đài FM của con này cũng ok các bác nhé. Anh em ấn nút đài FM này. Đấy. Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 10/2020 về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô. Anh em đài FM đáng chú ý tại dự thảo. Anh em có thể chơi đĩa CD. Đây em tự test thử đĩa CD nhé. Rồi anh em chờ chú nó loát đĩa. Rồi chơi đĩa CD nhá. Rất ngon lành luôn. Chơi điện thoại anh em lại ấn lại qua em lại cái nút mà cạnh cái volume này, chuyển về chế độ ấn trên màn hình ghi chữ like để anh em chơi điện thoại nhé. Đã chủ động để em này, ai em này like giữa lòng đất mẹ chiến miên. Rồi ok, bây giờ thì em quay chút xíu về cái hình thức cho các bác xem nhé. Như em nói ban đầu, bộ dàn này nó không được đẹp tuyệt vời cho nên là giá nó thấp, rất là thấp. Đấy. Bình thường cái mẫu này khoảng 1 triệu 1 triệu 1 cơ. Bây giờ quý 1 tiếng rất hay, loa nhỏ thôi nhưng tiếng bass rất ấm. Đây, lúc này để chơi đài và chơi loa điện thoại nhé. Lúc này để chơi CD. Đấy. Lúc này để dò sóng nhé. Hai lúc này để dò sóng cho các bác. Chiều dài nỗi nhớ, có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Vị trí này anh em có thể cắm một đoạn dây điện để anh em thu sóng để bắt đài FM. Hoặc nếu anh em đầu tư anh mua cho em một cái anten như này thì mình thu sóng rất là tốt. Đấy. Hoặc mình cắm đoạn dây điện cũng vẫn thu sóng ok anh em nhé, không vấn đề gì cả. Loa để anh em đấu đúng màu đỏ đen cho em là được. Loa này có trở kháng 4 ohm cho nên là tiếng ra rất là chi tiết luôn và rất là hay. Khi căng của loa đầy đủ anh em nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu. Với chiếc âm như này mà mới tầm giá chỉ 700.000 thôi các bác nhé, quá là rẻ. Giá em báo chưa bao gồm phí ship và chưa kèm phụ kiện. Đấy, phí ship nó luôn, con này phí ship khoảng độ 50-60.000 thôi. Đấy, dưới 60.000, em khẳng định dưới 60.000 cho các bác. Còn phụ kiện thì các bác có thể chưa có thì anh em có thể mua. Phụ kiện của dàn thì nó sẽ kèm theo một số cái cơ bản nhất là sẽ có một cái đổi nguồn để em chơi điện 100. Một cái dây điện thoại như này để anh em chơi điện thoại máy tính này là các phụ kiện cơ bản nhất.
Ngoài ra anh em có thể đầu tư thêm phụ kiện là anten để anh em lắp đặt FM cho nó khỏe này. Hoặc anh em có thể đầu tư thêm chiếc khiển nhá. Chiếc khiển thì anh em sẽ chỉnh được các chế độ âm thanh ở trên cái dàn. Nếu còn ngoài ra anh em không mua khiển cũng không sao, anh em không mua khiển anh em vẫn chơi bình thường. Đó. Còn giá em báo là chưa kèm phụ kiện. Và chưa bao gồm phí ship anh em nhá, 700.000 thôi. Đấy. Đâu đây nỗi nhớ. Zalo của Trung Điện Audio là số 0975 575262. Các bác nhắn tin Zalo nhé. Sao như xuống thấp lẽ.